Xin chào quý vị và các bạn. Do những hình thế gây mưa gia tăng hoạt động nên hôm nay Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông trở lại nhiều nơi. Cục bộ có điểm có mưa to, đi kèm với đó là hiện tượng nguy hiểm như lốc sét, gió giật và mưa đá có thể xảy ra. Ở miền Bắc, hiện nay trên độ cao 3.000 đến 5.000 mét, có một khối khí biển đưa gió đông nam ẩm từ phía biển vào, hoạt động mạnh dần nên dự báo cả miền Bắc có mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to và dông mạnh. Do mưa dồn dập có thể xảy ra sạt lở, lũ quét và ngập úng các khu vực trũng thấp. Thời điểm mưa nhiều nhất vào chiều tối và đêm, còn trong ngày trời lúc nắng lúc mưa, mức nhiệt cao nhất trên toàn Bắc Bộ chỉ duy trì trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Dự báo đợt mưa dông này còn duy trì ở miền Bắc trong khoảng từ 2 đến 3 ngày tới. Với Trung Bộ, ngoài đới gió đông nam ẩm từ biển di chuyển vào, còn kết hợp thêm trường gió nam, tây nam từ phía đông Lào di chuyển sang. Vì thế, dọc từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng. Cục bộ có mưa rào và dông mạnh trên 70mm, nguy cơ xảy ra tình trạng tố lốc và gió giật ở mức cao. Do còn mưa nên nhiệt độ trong ngày trên khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chỉ ở quanh mức từ 31 cho đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận do mưa ít hơn, ngày trời nắng nhiều, nhiệt độ cao từ 33 cho đến 35 độ. Ở phía Nam, mưa lại đang có xu hướng giảm hơn, vì thế mức nhiệt cao nhất trong hôm nay ở khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ lên mức từ 32 cho đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 33 cho đến 36 độ, miền Đông Nam Bộ xảy ra nắng nóng. Trên biển, ở hầu khắp các khu vực trên Biển Đông vẫn duy trì tình trạng gió nhẹ, biển lặng. Đáng lưu ý là ở khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ, ở vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2 mét. Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, đang chịu tác động của gió đông nam ẩm, gây mưa trên diện rộng. Mưa tập trung nhiều vào sáng sớm và tối đêm. Còn trong ngày, trời nhiều mây, nắng gián đoạn, oi bức với mức nhiệt cao nhất là 33 độ, thấp nhất là từ 25 đến 26 độ. Tương tự ở miền Trung, thành phố biển Đà Nẵng hôm nay cũng có mưa dông về chiều tối, với khả năng mưa lên trên 70%. Cần lưu ý cục bộ có lúc có mưa to kèm theo lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày trên thành phố chỉ từ 27 cho đến 33 độ. Còn ở phía Nam, từ sáng đến chiều, thành phố Hồ Chí Minh trời nắng, trưa chiều nắng mạnh với mức nhiệt tăng nhanh lên mức từ 35 cho đến 36 độ, chạm mức nắng nóng. Về chiều tối, mưa dông xuất hiện nhưng không kéo dài lâu. Về tối nay dứt mưa, trời mát với mức nhiệt khoảng từ 26 cho đến 27 độ. Sau vài ngày Bắc Bộ tạm giảm mưa, thì lúc này hội tụ gió trên mực 1.500m đang được hình thành và hoạt động mạnh dần, nên từ chiều tối và đêm nay, mưa dông sẽ quay trở lại và còn duy trì trong 2 ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, kèm theo nguy cơ về ngập úng, sạt lở và lũ quét. Do mưa tăng dần nên dự báo nhiệt độ cao nhất ngày trên toàn khu vực trong 2 ngày tới chỉ trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ, có nơi cao hơn. Sang ngày 26 tháng 5, mưa có xu hướng giảm và nền nhiệt độ tăng dần, cao nhất khoảng từ 30 cho đến 34 độ.
Với Trung Bộ, rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Trung Bộ vẫn là nguyên nhân chính gây mưa nhiều cho khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy, quý vị cần hết sức đề phòng. Do mưa nhiều nên nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận là 31 cho đến 34 độ, có nơi cao hơn. Đến ngày 25 tháng 5, trên toàn khu vực Trung Bộ có mưa, xu hướng giảm và nền nhiệt độ tăng dần. Từ ngày 26 tháng 5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng trên khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới, thời tiết duy trì nắng vào ban ngày, về chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Tại khu vực Nam Bộ là khoảng từ 32 cho đến 35 độ, có nơi cao hơn. Trên biển, trên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, trời ít mưa với tầm nhìn xa trên 10 km, thuận lợi cho các hoạt động tàu thuyền trên vùng biển này. Và bản tin thời tiết cuối ngày 23 tháng 5 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.